Điện thoại tớ lại hết tiền rồi, chán ghê, chả lên mạng được nữa rồi. Chờ tí, để tớ nạp cho cậu. Ồ, sao cậu giàu quá vậy?
mà hình như tớ chưa thấy cậu nạp thẻ điện thoại bao giờ. Có chiêu hết, tớ chỉ cho nè, cậu tải app báo 24 giờ về nhé, đăng nhập là cậu nhận được 30.000 luôn nè. Đặc biệt app này đọc báo tích xu là đổi được thẻ cào luôn nha, tớ ngày nào cũng đổi được thẻ cào đây này. Ôi app hay thật, tớ nhận được luôn 30k rồi này. What?